sự cũng khuyến cáo với cả nhân dân trên địa bàn thành phố cũng như là nhân dân 63 tỉnh thành. Và hiện nay các cái đối tượng lừa đảo qua mạng và rất là tinh vi, xảo quyệt, tức là thủ đoạn, phương thức thủ đoạn của chúng là luôn luôn đổi mới. Ví dụ như là chúng là dùng những cái là công nghệ số để lấy được các cái điện thoại, giả danh được các cái số điện thoại của bưu chính, bưu điện, rồi là các cái mã số hóa đầu 069 để giống cái mã số hóa cái đầu của Bộ Công an. Và chúng gọi điện đến một người dân, chúng nói rằng là phương thức thủ đoạn của chúng nói rằng là anh chị đang có một cái bưu phẩm ở ngoài bưu điện, và tại sao anh chị lại không đi lấy, thì bây giờ anh chị cho tôi cái thông tin cá nhân của anh chị là xem nó có trùng hợp với cái tên của anh chị trên bưu phẩm không. Thế thì người dân thì vừa là mất cảnh giác, hai là cái hạn chế về hiểu biết pháp luật, thế là tưởng là thật, thế mới cho thông tin đầy đủ cá nhân, họ hàng, nhân thân, quê quán ở đâu như thế nào. Thì ngay một lúc sau thì các cái đối tượng này đấy điện lại bảo là anh chị là với lý lịch như trên thì anh chị là đang là tham gia một tổ chức